Trong lên trên này tôi sẽ hữu duyên hỗ trợ luận giải cho anh chị về các cái vấn đề liên quan đến yếu tố về mặt phong thủy và đặc biệt là phong thủy hướng nhà. Anh chị nào chúng ta có những câu hỏi mà cần tư vấn này, hỗ trợ, giải đáp thì anh chị có thể để lại cái bình luận của mình. Nam chủ nhà sinh năm 1987 mà ở nhà hướng Tây Nam. Rồi, 87 là tuổi Đinh Mão. 1987, nhà hướng Tây Nam mà 230 độ. Rồi, nhà này thì phương sang ở đây tôi nói luôn là nhà này gần như là ở đây làm được tiền nhưng không bao giờ giữ được tiền. Ở đây gần như hướng nhà này phá tiền luôn. Đấy, phá tiền luôn. Nhà chị này hiện nay tôi đang nhìn thấy nằm ở trong hướng nhà phá tiền. Không giữ được tiền đâu, nhà này hao hết. Đấy, rất là hao. Đấy, rất là hao. Hao tiền đó. Đấy, bởi vì hiện nay đang nằm ở hướng nhà này là hướng nhà ngũ quỷ. Đấy, đặc biệt hướng nhà ngũ quỷ. Ở bao nhiêu tiền cũng giữ được. Đủ các vấn đề và đủ các nguyên nhân và các gì ạ, lý do khiến cho mình phải chi tiền hiện nay. Chị Phương Sang đâu? Có đúng là như vậy không ạ? Nếu đúng chị phản hồi là đúng, mà sai phản hồi là sai, có được không ạ? Đấy, ở đây hao tiền ạ. Rồi, 230 độ. 230 độ thì cũng hay của quý nhân giúp đỡ mình. Nhưng mà đang bị cái sao tố tụng này. Nhà này còn rất là dễ xảy ra tranh chấp của thiện cảm. Rất là dễ xảy ra vấn đề liên quan đến tranh chấp của thiện cảm. Đây này. Tố tụng mà chiếu cửa nhẹ thì tranh chấp, còn nặng thì xảy ra vấn đề liên quan đến thiện cảm. Đúng ạ, anh chị nhìn thấy chưa? Anh chị nhìn thấy chị Phương Sang phản hồi chưa? Tôi đâu có biết nhà chị ở đâu đâu, đúng không? Chưa hề gặp bao giờ. Nhưng mà tôi sẽ nói luôn là cứ năm sinh này và ở hướng nhà này thì sớm muộn là cũng sẽ xảy ra những vấn đề như vậy. Đấy. Cho nên ở đây nhiều vấn đề lắm. Rất là nhiều vấn đề khi mình ở trong cái hướng nhà như này. Đấy, cần phải hết sức phải lưu ý trong trường hợp như này nha. Chị Phương Sang ấy. Nhà này thì nên treo hổ phù kết hợp với sơn hải trấn để khắc chế trong trường hợp như này cũng là rất cần thiết. Thầy ơi, hôm nay nhận được sơn hải trấn rồi, chủ nhà sinh năm 1976. Rồi, 1976 là tuổi Bính Thìn đấy. 236 độ. Rồi, 1976, 236 độ. 236 độ. Ở đây thì nhà chị này thì nên treo sơn hải trấn đứng ngoài nhìn vào, treo ở bên tay trái nha. Chia cái phần hương khí của tầng trệt nhà mình làm 3 phần bằng nhau, đứng ở bên ngoài nhìn vào thì là nằm bên trái.